Hello hello Chào mọi người nha Hôm nay đi tập thể dục trong lúc trời mây mù rất là u ám rất là buồn Sẵn cái chuyện hồi xưa hồi xưa cho anh chị em nghe chơi đó, Thì hầu như là không biết anh chị em sao nhưng mà mình thì con người mình nó có cái tính lãng mạn Nó nhiều khi mình nhìn thấy cồng cỏ lắc lư lắc lư lắc lư gì đó hoặc là nhành cây lắc lư À, có những cái lúc mà trong cái dịp mà chuẩn bị uh, qua mùa tết đó thì thường thường ở mỹ nó hay có những cái những cái ngày trời rất là nắng ha, rất là nắng mà rất là mát à, trời thì nắng nhưng mà gió rất là mát đó thành ra là làm cho mình cũng hay nhớ cái kỷ niệm uh, uh, thuở ấu thơ uh, thuở nhỏ từ lúc ở bên việt nam thì có những cái kỷ niệm như vậy thì mình cũng hay uh, sống cái kiểu ảo ảo mờ mờ lắm uh, hay mơ mộng uh, <laughs> hảo huyền uh mơ mộng mông lung á kiểu gì đó cứ uh, uh, nhớ lại về những cái di vãng xưa thì uh, trời mây mù hay là trời mưa cũng đều, đều có kỷ niệm hết hầu như nói chung là đúng là khi mà mình uh, ngồi mình nghĩ lại đó thì uh, cái thời tuổi mình á thời cái tuổi mình thì phải nói là ở việt nam là hầu như là có khá nhiều kỷ niệm ha. phải nói là khá nhiều luôn á à, mình so với lại mấy đứa trẻ ở mỹ thì kỷ niệm của nó không có nhiều bằng đâu còn mà uh, mình cái thời ở việt nam á thì uh, kỷ niệm phải nói là hơn của tụi nó gấp vài trăm lần ha kỷ niệm vài trăm lần hầu như tất cả các món nào của thanh niên đàn ông chơi là mình đều chơi hết không có trừ một món nào ha không có trừ một món nào bữa nào có dịp thì mình sẽ liệt kê ra mình chắc vài trăm món đó, đó thành ra là mình uh, vui lắm mình chơi vô tư lắm không có cho nên là không có thấy cái gì phải ngạc nhiên hết thứ nào mình cũng đã chơi qua hết rồi nên là mình không có ngạc nhiên không có ngại ngùng khi mà À, qua mỹ mình thấy có những cái điều lạ thôi những điều lạ mà ở việt nam không có thì mới là lạ thôi chứ còn mà nếu mà tính giống như mình đang ở trong việt nam đó, thì mình cũng là trùm hết tất cả ha trùm hết tất cả mọi thứ chơi lúc mà là tuổi ấu thơ đó tuổi con nít đó ừ. thì mình kể chuyện cho anh chị em nghe chơi lúc mình bắt đầu từ lớp mẫu giáo nha đó, thì ngày xưa đó thì lúc mà mình mình với thằng bạn thì nói chung là hai thằng nói chung cũng đồ to ha nhưng mà À, người to ha đầu to nhưng mà ốc như trái nho đó. lúc đó thì nói chung là học hơi bị trễ tí xíu học hình như là mình với lại bạn mình là trẻ 2 năm hay gì đó thay vì người ta vô mẫu giáo trước thì hai mình vô mẫu giáo sau 2 năm à, 2 hay hai hay là 3 năm gì đó nói chung là hơi trễ cho nên lúc mà vô trong trường mẫu giáo học thì hai thằng thì lúc nào cũng là đầu bự đầu to rồi còn mấy đứa kia là nhỏ hết nó từ từ những cái năm đầu đi học đó thì lúc đầu thì bên này thì bà già mình dẫn mình đi còn bên kia thì chị của thằng bạn mình dẫn nó đi thì đi học đâu được dẫn đâu được ba bốn ngày vậy đó thì thả ra không có cần dẫn nữa thì cái từ đoạn đường ở nhà mình mà xuống cho tới ngay cái trường học đó thì nó xa nó cũng khoảng khoảng hơn một cây số rưỡi đó. Đó thì dắt đi Nhưng mà nói chung là cái đường đó hồi đó thì đường rộng Đường của Mỹ để lại đó Ngày xưa là Mỹ họ làm cái đường nhựa đó Họ làm chắc lắm Tới bây giờ vẫn còn xài hay sao á đó. đó thì cái đường đó nó Rộng thành thang, chán nhựa Nhưng mà ở trong làng thì hồi đó Cả nguyên cả một làng đó Thì cái người bắt di cư đó Hầu như là mấy trăm nhà đó Mấy trăm gia đình đó là Là họ đều là ở chung quanh cái khu vực đó hết Giống như là họ chiếm cái khu vực đó luôn vậy đó À, chỉ có vài nhà là là cái người mà phan thiết người Bình Thuận như mình thôi à, Thì còn hầu như là Bắc Nam Tư Họ vô đó họ chiếm nguyên cả một cái làng luôn Họ ở nguyên một cái làng luôn đó, Thành ra là thằng bạn mình cũng là Bắc Nam Tư ha Cũng ông già nó Bắc Nam Tư Thì à, mình đi học chung với nó Thì nói chung trong cái đường đó nó lớn mà Nó lớn đường nhựa lớn nhưng mà đâu có xe chạy đâu Toàn là đi xe đạp thôi Người nào giàu lắm thì mới được đi xe gắn máy ha Thời đó năm tám mươi mấy á thì thời đó thì đi xe gắn máy còn mà người mà hơi hơi khá khá chút thì đi xe đạp đó, có xe đạp còn mà nhà mà nghèo luôn là hầu như là không có chiếc xe đạp nào luôn mặc dù nhà tới bốn năm thằng thanh niên ha bốn năm thằng thanh niên lớn đó cũng không có xe để đi tự nghèo quá mà đa số là họ làm ruộng làm làm nông á cho nên khổ lắm thì hai mình với lại thằng bạn mình đó là đi ông bà già chị của nó hoặc là ông bà già nó rồi bà già mình dắt mình đi đi học thì sau đó là không dắt nữa để cho hai thằng tự đi đó lúc đó mình mới quen nó luôn ha làm bạn từ đó tới bây giờ luôn đó thì bắt đầu từ lớp mẫu giáo đó thì hai thằng đi học là mới đi học đâu được mấy ngày à được ba bốn ngày à? là bắt đầu cái là tới hai anh em cái thằng đó tên là Hùng và Cường ha đó, hai anh em thằng đó là Hùng Cường hai anh em nó sinh đôi cho nên là cũng to con đô con lắm nhưng mà nó cái kiểu mà dân bậm chợ hơn á nó ở gần khu vực trường học á thì nói chung cái trường nó không phải là một cái trường xây giống như trường bây giờ mà ngày xưa nó là một cái nhà thường thôi một cái nhà của người dân á thì khi mà việt cộng vô chiếm á vô cướp miền nam á miền trung á thì à, à, gia đình đó họ bỏ họ đi à, họ bỏ đi không biết là đi vượt biên hay là đi tù hay đi đâu đó thì à, nguyên một cái nhà đó rộng lắm nhà xây rộng à, bỏ cho nên là người ta lấy người ta làm cái trường mẫu giáo thì mình với lại thằng bạn mình vô đó học thì ở trong đó cô giáo cũng là người bắc luôn ha cô giáo cũng là người bắc luôn bắt mà bắt cũng là bắt việt cộng nha sau này mình mới biết sau khi mà trưởng thành đồ chút á thì mười mấy tuổi đó mình mới biết là bà cô đó cũng là bà cô giáo luôn mà của việt cộng luôn chứ không phải là của việt nam cộng hòa thời trước ha đó thì dạy ở trong đó thì mình đi với lại thằng thằng bạn mình lúc nào cũng hai hai thằng đi chung còn hai anh em cái thằng kia cũng vậy thì nó vô sau ba bốn ngày sau nó mới nó mới gia nhập vô trong cái lớp mẫu giáo thì nó cả chấn á phải không nó cả chấn nó đánh đập mấy mấy đứa kia nó nói chung là những cái đứa mà con trai nào hầu như là trong trong cái lớp mẫu giáo nó cũng đều bị nó đập hết á hai anh em nó rất là cả chấn luôn rất là lưu manh cho nên là hầu như ai cũng bị đập hết và cho tới sau đó mười mấy hai chục ngày gì đó bắt đầu mới tới phiên mình với lại thằng bạn mình bị đập mà nó đập mình trước chứ nó chưa đập tới thằng bạn Nó đập mình trước là về là Bắt đầu là mình uh, có uh, bàn tính uh, đó, hợp nội bộ rồi lại Để uh, uh, gặp thằng kia là phải xử nó như thế nào uh, Thì lúc đó cũng chưa có đồ chơi gì Cũng tính là chơi dao rồi nha Lúc đó là mình với thằng bạn mình là cũng tính chơi dao rồi đó Nhưng mà nghĩ lại uh, là bàn tính nếu mà chơi dao uh, Thì đâm lũng ruột nó thì nó chết đúng không? Nó chết mà mà mình bị đi tù nữa Thành ra là cho nên là mình uh, sợ vi phạm luật Mình không có, uh, không có sử dụng dao không có sử dụng vũ khí thì lúc đó mình mới nghĩ ra cái cách là mình chặt cái nhánh cây đào á đó. Đó, chặt cái nhánh cây đào thì cái nhánh đào nó chặt có một khúc thôi nó cỡ gan tay thôi đó, chặt cỡ ngang tay ngắn hơn ngang tay nữa bắt đầu mình mới vót nhọn thì lúc đầu cũng nghĩ là vót nhọn đó, đâm một phát là lũng ruột nó liền phải không nhưng mà nghĩ lại là cũng là nếu mà đâm nó lũng ruột đó, thì nó cũng chết rồi mình cũng đi tù đó, cho nên là mài xuống cà xuống thêm xi măng á mài cho nó tròn tròn nó hơi giống như cái đồ đạn 45 gì đó ha, côn 45 á, đó. đó. nó tròn tròn gì thôi. Giống như cái đầu ngón tay của mình nè, à. nó hơi bo tròn tròn chứ nó không có nhọn quất ha. Không có nhọn mà kiểu nhọn bén giống như là cây gai. Đó, cho nên là mình à, cắt một khúc cỡ ngắn hơn à, cái à, ngắn hơn găng tay mình á. Mình à, bữa đó mình với bạn mình tính bạn tính rồi xong cái là mình bọc theo. Luôn ở trong à, Long Quân á, Long Quân thì ngày xưa là mặc quần tà lỏng mà đi học mẫu giáo thì mặc quần tà lỏng thôi. Còn áo thì áo thun, nói chung là mặc lúc đó mặc tự do à, Ai muốn mặc đồ gì thì mặc thôi, thì uh, sẵn là đồ mình chơi mặc ở nhà thì mặc uh, Ở nhà đồ rồi ngủ đồ này kia thì mặc đi học thôi chứ đâu có uh, Đồ uh, uniform như giống như bây giờ ha Đó thì uh, lúc đó mới uh, Mình bọc cái ruộng trong luân quần á, thằng bạn mình cái Thì mới vừa xuống, nói chung là thường thường là mình với lại bạn mình hay đi xuống sớm lắm Đi học là đi trước nửa tiếng đi sớm như vậy để trừ hao á đó thì đi đứng lòng vòng lòng vòng ngay trước trường á chưa có vô trường đâu đứng lòng vòng trước trường thôi trước cái cổng á thì cái hai anh em thằng đó ra ra sanh sự không? ra nói tới nó luôn sanh sự cái là nó mình với lại bạn mình chuẩn bị rồi mình ở nhà là mình bàn tính ha nếu mà trong một trong một trong hai cái thằng đó đó mà nếu mà vô mà nó đấm mình á nếu mà nó lỡ nó nó đấm hay nó xô mình nó đẩy mình đồ này kia đó thì thằng bạn mình quất múc nó đó, thằng bạn mình múc nó thì khi mà múc nó thì thì mình nhảy ngược lại mình múc thằng anh nó. Ví dụ vậy, ví dụ thằng em mà múc mình, thằng bạn mình vô múc cái thằng đó và mình múc ngược lại thằng anh kia. Đó là chơi như vậy. Thì mới vừa mới vừa đứng đứng sằng sàng sàng là bắt đầu hai anh em nó đi tới rồi đó, hai anh em nó ở gần trường lắm. Anh em nó mò tới rồi, bắt đầu cái uh, vô nó cương nó sành sự với mình. Uh, vô sành sự với mình, bắt đầu cái uh, mình cũng đứng im đó tay rồi này kia mình để sẵn ở dưới rồi cái là nó đấm mình một phát vô ngay ngực đấm mình một phát vô ngay ngực bắt đầu là mình vuốt bắt đầu là mình rút hàng ra mình chơi liền thọt một phát ngay bụng ảnh thọt phát ngay bụng nói chung là nó không có lũng nhưng mà nó chỉ có chạy xước nó đau thôi đó bắt đầu là nó chạy nó văng ra nó văng ra thì thằng anh nó nhảy vô anh nó nhảy vô để giúp mình thì thằng bạn mình giúp anh luôn đó giúp anh rồi bắt đầu là mình hai anh em nó là bị rồi bị dớt rồi thành ra là khóc hai anh em đều, đều bị hai thằng thọt hai phát <laughs> cầm cái cây nhọn nhọn nó thọt hai phát vô bụng cái là khóc khóc quá trời luôn có đầu nó về nó biết ông bà già nó ông bà già nó qua chửi um sùm luôn qua chửi um sùm cái tán cho mình một tán tán cho bạn mình tán chuối nhũi luôn đó chuối nhũi luôn bắt đầu cái là đứng là bò là bò là bò lên rồi cái đứng 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 đó rồi sao cái uh, cô giáo rồi ra căng cô giáo với mấy người hàng xóm á nó thấy như vậy kia bắt đầu ra can thì uh, mới dẹp đồ trật tự thì lần sau đó thì uh, sau này bắt đầu nó mới chơi thân luôn ở quýnh lộn xong rồi mới chơi thân ha sau này bắt đầu mới mình nói chung là cô giáo rồi cũng biết rồi tại vì cái thằng này á là hầu như ngày nào nó cũng sanh sự hết á lên trường lúc nào nó cũng tìm người để nó đập nó đánh nó sanh sự á thành ra là cô giáo bắt phạt nó phạt nó quỳ uh, quỳ ở trong trường rất là nhiều đó. thành ra là khi mà mình mình nhớt nó lại á thì cũng không cô giáo cũng không có gì là ngạc nhiên đâu thành ra là thấy gì cô giáo cô giáo cũng ấy cũng nói với lại ông bà già nó đó rồi bắt đầu ông bà già nó mới đi về thì học rồi sau đó đi vô rồi anh hai thằng nó nó cứ đứng ở xa nhìn đứng xa nhìn thôi mình với làng bạn mình cũng đứng ở xa nhìn chứ nó cho nó bị giấc rồi mà nó bị giấc nó ớn rồi nó đâu dám nữa đâu đâu có dám kiếm chuyện nữa đâu rồi sau đó bắt đầu mới hiểu, hiểu ý rồi bắt đầu mới chơi thân rồi xuống rồi đứng nói chuyện rồi này kia mới làm huề rồi lại sau đó mấy ngày nó mới huề rồi này kia nói chuyện đồ bình thường chứ không chứ không có giống như mấy ngày đầu mà à, nó mới vừa lên trường là nó nó tìm cách nó dứt mà hang mình liền đó thì cái giai đoạn đó thì uh, học từ lớp mẫu giáo đó học xong ha thì có một cái á, là mình lúc nhỏ đó thì mình lại uh, có cái 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 óc của mình đó cái não của mình nó nó giống như người lớn rồi cho nó không còn như con đít nữa thì mình nghĩ lúc đó mình uh, cái não của mình lúc mẫu giáo thì nó cỡ khoảng chừng ba bốn tuổi bây giờ đó mình đoán gì đó Tại vì hầu như là mình biết được uh, nghĩ được về luật pháp hay là nghĩ được về uh, con gái con trai rồi này kia mình phân biệt ra hết rồi, là ra mình không có thích chơi với mấy đứa trong lớp. Nhất là những cái giờ mà cô giáo bắt ra nắm tay á, nắm tay xen kẽ một đứa con trai, đứa con gái, đứa con trai, đứa con gái rồi cái tay đứa đứa này bỏ lên vai đứa kia, đứa kia bỏ lên vai đứa nọ có nghĩa là mình đã bỏ tay lên trên vai của đứa con gái trước mặt mình. Đó, rồi đứa con gái khác sau lưng mình á, nó bỏ tay nó lên trên vai mình có nghĩa là mình đã không thích từ lúc đó rồi mình không thích chơi với con gái, ha. mình không thích chơi với con gái lúc đó đó, mình đã thấy nó nó nhảm nhí lắm, nó trong đầu mình á, mình nói rất là nhảm nhí, rất là con đít, mà mình không thích cái, cái tính kiểu con đít như vậy thì mình không có chịu uh, bỏ tay lên trên vai con gái, đó, mình không chịu bỏ lên, thì cứ đi vòng 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 trong trong cái lớp á, thì đi xếp vòng, vòng tròn vậy đó, hai mươi mấy đứa cứ đi vòng tròn vòng tròn rồi hát hò nhảy nhót rồi á nhảy mình không nhảy luôn nhảy cò cò rồi này kia với con gái rồi mình không nhảy luôn mà nắm tay nắm chân rồi nhảy rồi đi mình không nắm luôn cho nên lúc nào mình cũng bị bà cô giáo bỏ phạt hết bỏ từ bỏ đánh cho đánh te tu luôn bỏ đánh mà cho tới đánh mà bỏ ngán luôn rồi bà không đánh nữa đó không đánh mình nữa thì lúc đó bà mới để cho mình giống giống như tự do đó tự do là mỗi khi cò cò hay nhảy rồi này kia thì một mình mình đứng riêng ra ngoài mình không có đụng chạm tới con gái lúc đó là bà đánh mình như là te tu rồi đánh mà ngán luôn cho nên không còn đánh nữa thì uh, lúc đó mình nói chung là nó chia ra cái tổ ha nó chia ra cái tổ uh, giống như tổ này tổ kia rồi đó thì mình nằm ở trong trong cái tổ gọi là tổ sóc nâu mình nhớ tới giờ luôn ha trong tổ sóc nâu thì ở trên đó bà, bà cô giáo bà lấy cái cây uh, cái cây tâm xì răng đó và mi quấn cái lá cờ vô ha lá cờ thì cắt cái màu đỏ cái giấy màu đỏ dán vào thôi cái hình uh, tam giác á Đó đỏ dán vào là cái cờ thì uh, những cái đứa nào ở trong cái nhóm đó trong 10 nhóm đó thì cái nhóm nào mà học giỏi mà ngoan hiền đồ này kia đó thì cuối tuần là được uh, được tặng đó, uh, chiều thứ sáu là bắt đầu là là ngày cuối tuần rồi đó là được tặng cái uh, cái cờ tổ cờ tổ là cờ bự hơn chút còn mấy cái cờ kia là cờ nhỏ đó cờ nhỏ từng đứa từng đứa rồi cắm lên trên đó thì cái nào mà bị phạt thì bị rút cờ đi còn đứa nào giống như cái nhóm nào á mà cái tổ nào mà mà học giỏi rồi ngoan đồ này kia rồi đó thì đại khái vậy thì được Đặng thêm cái cờ là cái cấm vô trong đó Kêu là cháu ngoan bắt hồ đó ha Đó cờ đó đó Thì lúc mẫu giáo rồi đã bị nhồi sọ rồi đó Sau đó học xong lớp mẫu giáo Rồi bắt đầu lên tới lớp 1 Thì nó lại đi ngược lại Tức là từ nhà mình mà đi xuống đó khoảng Một cây số mấy tới hai cây số đó là nó Ở cái trường ở khu vực khác Giống như là phía bên tay trái đi ví dụ vậy Đó rồi bây giờ phải đi ngược về phía bên tay trái Tay phải là đi cũng khoảng hơn một cây số ha cũng khoảng một cây số rưỡi đó thì lên cái trường đó thì nó chỉ có dạy mấy lớp thôi nó chỉ có 5 năm lớp thôi thì hồi đó là trung trung cấp nó chia ra nhiều nhiều ấy lắm nhiều thôn nhiều huyện rồi đó nhiều xã rồi đó thì nó cứ có nhiều cái trường như vậy thì nó chỉ có cấp cấp 1 thôi. lớp 1 tới lớp 5 đó thì nó nằm rất là nhiều 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 cái trường nhiều khu vực như vậy rồi khi mà lên cấp 2 thì mới học chung vô đổ chung dùng vô hết cái cái trường cấp 2 nó bự nó lớn ha à, phải đi xuống hai ba cây số đó đi xa hai ba cây số thì uh, lên lớp 1 á bắt đầu mình mới uh, uh, quen một cái em đó ha quen một cái em đó nói chung là học chung trong lớp á thì ở trong lớp lớp đó là em đó là đẹp gái nhất lớp mà lại uh, con nhà giàu rồi học giỏi nữa tức là nó có ba cái yếu tố để mà tất cả những người đàn ông đều là thích ha À, tất cả tất cả những đứa đứa con trai đều thích đứa con gái nào đó thứ nhất là đẹp gái thứ nhì là học giỏi thứ ba là con nhà giàu ha và ngược lại cũng vậy ha ngược lại con gái cũng thích con trai có đủ ba yếu tố đó thành ra là họ mình với lại ba thằng bạn nữa là tức là bốn thằng bốn thằng ha bốn thằng chơi thân với nhau lúc bắt đầu lên lớp một quá là bốn thằng chơi thân với nhau à, với lại hai con nhỏ bạn thì hai con nhỏ bạn là cái con mà đẹp nhất đó thì lớp trưởng và con đẹp nhì thì lớp phó thì trong đó có mình với lại mình với lại một thằng bạn ở trong nhóm bốn đứa đó thì yêu thầm ha thương thầm cái con nhỏ lớp trưởng này tại vì nó rất là đẹp gái mà nó hiền nó hay lắm nó sao á thì mình lúc đó mình thấy nó hầu như là những cái đứa nào mà lớp trưởng đó là những đứa đó đều rất là rất là đẹp gái rất là hiền từ và rất là giỏi nó nó có những cái sao đó giống như con nhà giàu nó được trang trang điểm nó được nó được kiểu mà giống như ăn mặc đẹp á, để khá gì sạch sẽ, ăn mặc đẹp. tay chân nuột mượt mà đồ này kia, để khá gì tóc dài rồi đó thơm phức, đó, không? Đó, kiểu như vậy đó, thành ra là hầu như là con trai đứa nào cũng thích. Thì nó là chơi thân với lại nhóm bốn đứa bốn đứa mình với lại hai con nhỏ đó lớp phó lớp trưởng là chơi thân nhất. Thì cho tới năm học lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì lên lớp 3 là bắt đầu nó nhà nó bắt đầu chuẩn bị để đi, đi úc đó thì chỗ này mới là gây cấn nè ha mình yêu ba đứa đầu đời ha ba con nhỏ ba con ghệ mà mình yêu thương nhất cuộc đời của mình mà nằm trong cái giai đoạn đầu đời đó đó như một tờ giấy trắng đó thì lúc ba em đó bây giờ đều đi qua úc ở hết <laughs> cái đặc biệt nó nằm ở chỗ đó ha bây giờ mình đang kể cái em đầu tiên đó. em đầu tiên lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì ở giữa giữa năm lớp 3 đó thì trong lớp nó có một cái có một thằng bạn thằng bạn tức là cái thằng này nó cũng uh, lúc đó mình mình đã trưởng thành lắm rồi mà mình nghĩ nó còn trưởng thành hơn mình nữa à, nó có cái máu giang hồ ha cái máu giang hồ tức là nó đánh xả láng hết nó học lớp 3 thôi nhưng mà nó đánh được mấy thằng học, học lớp 4, lớp 5 là nó đánh xả dàn hết nó bự đô con bự lớp đô con hơn mình với làng bạn mình luôn mà nó có thể là nó thứ nhất là nó đô con thứ hai là chắc nó đi học trễ đó học trễ cho nên là nó là à, giống như đại ca trong một cái khối cấp 1 luôn á đại ca thì uh, có cái bữa đó nó mới uh, đem một mớ cái uh, một chùm cái một bịch rau bắp á cái rau bắp rau của cái trái bắp nó khô á thì thường thường mấy cái người mà nghèo nghèo khổ không có thuốc lá để hút á không có thuốc lá thuốc rê đồ này kia để hút á thì hút uh, tới cái rau bắp hoặc là cái lá bù xít ha đó thì từ từ mình sẽ kể đó thì uh, nó nó mới uh, ở ngoài sau ngoài sau trường học thì có những cái lùm bù xít á cái cây bù xít đó nó rộng mênh mông luôn nó rộng mà nó rậm rạp lắm Uh, mà không biết sao người ta lại không chặt người ta cứ để nó rậm rạp vậy đó rồi uh, giống như những đứa học sinh cái thời đó giống như không có nhà vệ sinh đó thì uh, cứ đi chui ra mấy cái bụi lùm đó là ai muốn làm gì làm thôi đó thao hồ thải ha thao hồ thải thì nam nữ gì cũng chui vô mấy cái lùm đó thải thôi đó thì uh, không biết sao cái thằng đó nó kéo thêm nhóm bạn nữa đâu cũng mười mấy đứa mười mấy đứa bạn của mấy cái lớp khác nữa đó, mới chui vô trong cái bụi, bụi xích đó để mà hút, để mà hút hút thuốc thì thấy nó hít khà 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 nó nó nhìn nó ấy lắm giống như mình lúc đó kiểu một cái tuổi của mình bắt đầu lớn mà thì mình uh, kiểu giống như mình uh, muốn tìm hiểu những cái gì của người lớn đó, thích làm những cái chuyện của người lớn á chứ còn cái chuyện mà của con nít thì đâu có thích nữa đâu. Đó, cho nên thấy nó hút hay hay gì rồi nó nó rủ nó rủ rê vô đó thì cũng đi theo luôn chui vô lầm đó luôn. Thì uh, cũng mười mấy thằng á chui trong lùm đó từng thằng từng thằng hút nó 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 rít hai bờ hơi xong bắt đầu nó đưa qua thằng kia hàng kia rít hai bờ hơi xong đưa qua hàng khác truyền 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 hút gì đó thì mình với lại thằng bạn của mình cũng bị rủ ra chui vô luôn chui vô rồi mình khi đi ra chơi thì mình cũng là nhóm bạn bốn đứa tụi mình cũng chơi thân với là hai con hai ghệ đó rủ hai ghệ đó chui vô hút luôn mà nó là nó nó chỉ đứng ở ngoài thôi chứ nó không có vô đó, nó đứng ngoài thôi còn nó còn mình bốn thằng bốn thằng mình á bốn bạn thân á chui vô trong đó chú lại một nhóm của tụi nó là mười mấy thằng chui trong đó hút thì tới phiên mình tới phiên mình thì mình cũng hỏi nó hút làm sao rồi có ho có sặc được không rồi này kia nó cũng chỉ nó nói bình thường nó hút đừng có hít vô hút vô là thả ra thôi giống như nó cho nó có gì đó chứ không có cho ém đồ không có cho nó ra luôn mũi luôn này nó đi qua phổi qua đồ ra biết không đó, kiểu đó ngậm vô hít một cái gì ấy ra thôi thì mình hít, hít vô một cái thì mình cũng sặc sụ cũng sặc sụ tùm lum hết đó không có thở nhịp nhàng rồi không có đúng rồi đó thành ra hít vô sặc thí bà luôn sặc bắt đầu mình mới đưa ra mình mình mới đưa ra mình mời cho hai con nhỏ bạn lớp phó lớp chuyện á mời nó hút bắt đầu nó khều khều cái tay ra gì nè kiểu mà nó quăng đi quăng đi kiểu gì á nó la cho mình một tăng nó chửi cho mình tăng nó nói đừng có bị đặt hút qua này đừng có theo mấy cái thằng đó hút mấy cái này nó nó hôi lắm hôi mà không có được ít gì đâu ù nó chửi như vậy nha mà mình thấy mình cũng ngạc nhiên mà cũng nhờ được cái câu chửi của nó mà mình sau này mình bỏ thuốc cho tới bây giờ luôn. À, từ lúc đó mình bỏ cho tới bây giờ luôn. Sau này có một giai đoạn nữa qua Mỹ, mình, mình uh, quen một con nhỏ đó khác. Một con nhỏ đó nó hút thuốc mà bắt mình phải bắt buộc mình phải hút tại mình mua thuốc cho nó mà. mà bắt buộc phải ráng hút rồi cái đó là cái dịp khác mình kể cho cho anh chị em nghe chơi. Nhưng mà mình đại khái là có nó thì mình mới hút để cho cho giống nó thôi. <laughs> cho giống nó thôi chứ còn mà khi không có nó thì mình không có hút. Đó, lại mình không có thèm không không có thích hút thuốc đó thì à, vui lắm con nhỏ lớp chuyện đó nó mới la mình nó nói à, đừng cứ bày đặt bắt trước thì mấy cái thằng đó hút à, vô nó hôi lắm à, không có được cái ít gì đâu bệnh nữa Ồ, nó la mình quá trời luôn cái à, lúc đó mình mới đưa cho truyền qua lại cho cái thằng đó truyền qua lại cho thằng đó là bắt đầu là mình nhớ luôn cái đầu mình chui ra lúc đó không hút không đồ nữa thì ngồi trong đó làm cái gì chui ra khỏi cái bụi cái cây bù xít đó đó, thì uh, sau đó thì mới uh, chui ra rồi thì lúc đó về là bắt đầu là bỏ luôn tại vì uh, giống như khi mà mình có một cái ý định mình thương một người nào đó, đó thì tự nhiên mình sẽ theo cái hướng của người đó giống như mình bị thua một cấp ha giống mình bị thua một cấp thay vì mình không yêu thương họ đó thì mình bằng với họ mình không sợ cái gì hết nhưng mà mình khi mà mình yêu họ rồi thì mình thua họ một cấp tức là uh, họ nói cái gì mình cũng nghe hết là tại vì mình cảm thấy mình phải bỏ phải bỏ những cái người ta không muốn thì mình mới đi theo người ta được đại khái nó gì ha phải lệ thuộc đó nó đại khái bị lệ thuộc bị uh, kêu là uh, thao túng tâm lý ha đó thao túng tâm lý đó, thì uh, ở đây mình cũng nói luôn cái cây bù xít là cái cây đó là hồi xưa là ở việt nam không có nhưng mà do cái thời việt cộng mà ban giao làm ăn với lại nga tàu đó ha uh, nga đó thì uh, ngoài họ đem cái những cái loại uh, cái hạt bo bo đồ này kia để mà về uh, cho người dân Việt Nam ăn đó, thì họ cũng đem những cái loại cây luôn, đó, những cái cây bù xít đó luôn đem về. thì cái cây bù xít này nó chỉ nó nói chung là nó uh, chỉ có hai tác dụng mà mình thấy nó ở trong cái um, ở trong cái môi trường ở Việt Nam thôi. thì uh, thứ nhất là nó là uh, cái lá của nó đó, khi mà mình bị đứt tay á, bị đứt tay bị cắt mà lỡ đứt tay á, chảy máu rồi đó, thì lấy cái uh, lấy cái lá của nó đó bỏ vào trong miệng hái ba bốn lá bỏ vào miệng nhai nhai cho nó ra nước rồi đắp lên cái chỗ mà bị bị chảy máu đó là nó khoảng chừng 3 bốn phút sau là nó lành liền ha nó lành rất là hay luôn nó có được cái yếu tố đó nó tốt à, nó hút liền nó hoặc là những cái mục mũ mục mục đồ đó mục mũ đồ này kia mà à, ấy rồi đó bự 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 để khái đắp cái đó nhai cái đó đắp lên là nó rút à, nó hút mấy cái máu độc ra nó nó làm cho cái vết thương nó xẹp xuống mau lắm và nó lành liền cái đó là hay cái chỗ đó cái bông nó trắng trắng mà nó nhỏ nhỏ y như là cái cái hạt tiêu đó. nó nhỏ nhỏ cơ hạt tiêu mà nó trắng luôn nó làm nguyên chùm 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 vậy đó thì ở ở ngoài cái quê mình nó thì kêu là lá bù xít ha lá bù bù xít bù xít nó hôi nó hôi tức là nó hôi giống như cái con bò xít á cái con bò xít mà thường thường mà nó hay uh, trời mưa đồ này kia nó hay uh, bò lòng vòng lòng vòng chỗ xung quanh mấy cái đống phân bò phân trâu rồi đó hoặc là nó bò trên mấy cái cây dừa cái đồ đó con bò xích đó là nó hôi lắm cái cánh của nó rất là hôi cho nên là, là... cái cây bò xích này nó cũng giống gì luôn ha cho nên hôi như vậy á giống cái mùi của cái con bò xích hết cho nên người ta đặt lại cây bò xích đó nó là gì ha còn ở phía ngoài bắc thì người ta gọi là hoa cứt lợn đó, hoa cứt lợn thì nó hôi giống như là cứt của con con heo á đại khái như vậy thành ra khu ở ngoài bắc người ta gọi là hoa cứt lợn ha còn ở trên ấy thì lại tôn vinh ở trên cái vùng tây bắc thì lại tôn vinh cái cái hoa đó à, tại vì cái hoa đó nó hiếm à, ở trên vùng nó hiếm và mỗi năm cái hoa đó nó nở rực đó, thì người ta à, dân ở đó hay kéo nhau tới đó để chụp hình đó. chứ thật ra thì ở quê mình nó nó mọc nó là cỏ dại mà nó mọc xung quanh đường mà người ta phải tốn cái thời gian để người ta đi phát ra nó nằm nó mọc cao lên tới lúc đầu lúc đầu người đó, mà nó từng cụm 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 như vậy đó đó, nó, nó, mọc dữ lắm nó lan ra dữ lắm tại loại đó loại cỏ nó rất là dễ nó dễ lan rộng ra ha và mọc cao mọc nhiều lắm thì phải phát ra chứ không là nó nó chiếm hết mấy cái lề đường á là này kia là nó mọc chừng, bắt đầu tháng mưa một cái vô một cái là bắt đầu nó mọc ra rất là mau phát triển rất là mau là nó lắp che hết luôn mấy cái đường đi bộ đi đồ đó là người ta ghét lắm ghét quê mình ghét mấy cây đó lắm cho nên người ta phải chặt bỏ à, thì trở lại cái vấn đề cái em đó ha thì cái năm mà đang học à, gần cuối lớp 4 rồi đó à, gần cuối lớp 3 rồi đó thì à, em đã bắt đầu có chương trình là chuẩn bị đi qua Úc đó, định cư thì à, khi mà giờ ra chơi thì em đã có thông báo với lại tụi mình rồi này kia chuẩn bị đi xa đó thì à, lúc đó làm tụi mình đứa nào cũng buồn hết đó, buồn thì cũng quấn quýt à, cái khi mà ra khỏi lớp rồi á, thì à, mạnh đứa nào đứa nấy về nhưng mà nhưng mà sáu đứa tụi mình thì à, ngồi lại ngồi lại ở dưới góc cây bàn á ngồi lại rồi à, À, nói chuyện đồ này kia đi Úc rồi đi đâu rồi qua đó làm cái gì rồi Hồi đó mình lúc nhỏ mình đâu biết Úc là gì đâu Nước Úc mình nghĩ là một nước nào đó ở cuối chân trời thôi ha Bên kia đại dương bên kia cái bầu trời thôi à, Bên kia đường chân trời thôi chứ mình đâu biết nó nằm ở đâu Và nó to lớn nó đẹp đẽ như thế nào đâu có biết đâu Mà nghĩ đi là không bao giờ về ha kiểu như gì đó Lúc đó nghĩ là đi là đi luôn không bao giờ về Cho nên à, hầu như đứa nào cũng buồn mà mình là người buồn nhất Tại mình yêu yêu em đó mà À, thành ra là lúc đó bắt đầu mới à, đứa nào cũng buồn hết á rồi bắt đầu ngồi nói chuyện cả hơn cả tiếng đồng hồ á à, sau khi lớp người ta về rồi đó thì đứa nào mà đứa nấy về còn sáu đứa tụi này ngồi ở lại trường nó chuyện đùa với nhau cho giống như là chia tay vậy đó rồi à, tiễn cái bạn đó đi về một đoạn đường đi về tới nhà bạn đó luôn rồi đứng à, trước cổng á trước cổng nhà bạn đó rồi nói chuyện đồ này kia cũng lưu, lưu, lưu luyến rồi quấn quýt đồ này kia cũng buồn đứa nào cũng buồn hết á đó, rồi nói chuyện rồi xong rồi bắt đầu chia tay thì qua ngày sau là cái bạn đó bay vô Sài Gòn rồi chờ để mà đi để mà đi qua úc định cư thì cuối cùng lại mình nhìn lại thì ba người mình yêu thương nhất cuộc đời này đều là đi qua úc ở hết từ đó mình bắt đầu yêu nước úc